Tiền có tặng cô bảy gạo với
once more thrive. Such devastation. Those responsible will be punished. I swear it. Hôm nay anh em mình có dịp tới đây để hỏi thăm sức khỏe của cô Bảy và tặng cho cô Bảy được quà và tiền nha bạn. Đây là căn nhà của cô Bảy nha bạn. Nói chung là nó rất là sạch sẽ nha bạn. Nói chung là nó rất là cũ luôn. Tại hoàn cảnh của cô Bảy rất là khó khăn. Tay cái chân của cô Bảy bị nạn gãy từ trên đây gãy xuống luôn. Nên cô Bảy không có làm việc nào được. Chỉ mỗi ngày bán số. These lands will once more thrive. Hôm nay anh em mình sẽ quay hoàn cảnh này đến tất cả các bạn. Mong tất cả các bạn ở gần xa có lòng hảo tâm và có những mạnh thường quân gần xa ủng hộ cô Bảy thì ủng hộ cho cô Bảy đồng chúng ta với anh em mình nha bạn. Those responsible will be punished. I swear it. Those responsible will be punished. I swear it. Sớm của mình nha bạn. Thật sự anh em mình hôm nay muốn lên giúp đỡ cô Bảy hôm nay cũng ở lòng mình, nhưng mà vì dịp bệnh anh em mình thật là anh em không có lên đây hỗ trợ sức khỏe cô Bảy được. Cho nên hiện tại giờ dịch bệnh cũng đã qua đi nha bạn, giờ anh em mình đã có cơ hội để lên đây hỗ trợ sức khỏe cô Bảy và để tặng quà cho cô Bảy nha bạn. Nói chung là cô Bảy ở đây